Xin chào, chào anh em đã quay trở lại với channel của Thy Freestyle Soccer. Không biết anh em có ai biết đến Edward Van Gil không nhỉ? Một ngôi sao bóng đá đường phố rất là nổi tiếng, rất là lớn tuổi rồi. Ông ấy rất là giỏi trong những kỹ thuật tuyệt kỹ về bóng đá đường phố. Hôm nay mình sẽ tập theo những động tác rất là hay, rất là kỳ diệu của ông ấy. Mọi người cùng xem nhé.